Giải bóng đá AD Media Tuyên Quang mở rộng lần thứ nhất năm 2024, lứa tuổi U11, U13 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Giải đấu quy tụ sự tham gia của 15 đội bóng với hơn 200 vận động viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh và hai đội đến từ tỉnh Phú Thọ, Lào Cai. Các cầu thủ nhí đã thi đấu ấn tượng và chuyên nghiệp với tinh thần thể thao trong sáng, cao thượng, cống hiến cho khán giả theo dõi những phút giây thăng hoa cảm xúc. Giải bóng đá được diễn ra vào dịp các con đang được nghỉ hè. Chúng tôi mong muốn được tạo một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các con được giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ tỉnh nhà và các câu lạc bộ tỉnh bạn. Bóng của mình thì tham gia 2 U, U11, U13, có 40 thành viên. Đến với giải đấu mình chuẩn bị cho các con tinh thần vui chơi trong hè và học hỏi các kinh nghiệm của các đội. Tôi rất mong có các con có một cái trải nghiệm tuyệt vời trong hè này. 15 đội bóng đến từ 11 câu lạc bộ có bề dày thành tích trong thi đấu. Các cầu thủ nhí được ban huấn luyện, các phụ huynh đi theo để động viên, cổ vũ. Tuy thời tiết có thời điểm nắng nóng gay gắt, nhưng các cầu thủ vẫn ra sân với tinh thần quyết tâm cao. Con đến giải đấu này rất vui vẻ và phấn khởi và học được nhiều điều. Các con gặp được các nhiều bạn mới và học được các nhiều kỹ năng và thể lực. Tôi là phụ huynh đưa con đi thi cái giải đấu ở trong dịp hè năm nay. Tôi thấy cái sự kiện này nó rất là bổ ích cho các cháu trong dịp hè. Và tôi cảm thấy các cháu rất là hồ hởi mà chúng tôi rất là vui. Cháu có niềm đam mê từ bé thì gia đình rất là cổ vũ cho con. Vậy chỉ mà mong muốn cho con là sao là học bóng đá và chơi vui và chơi hay. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, các trận chung kết đã diễn ra với những tình huống đi bóng bùng nổ đầy kỹ thuật. Kết thúc giải, ngôi vô địch lứa tuổi U11 đã thuộc về đội City Tuyên Quang, ngôi vô địch lứa tuổi U13 thuộc về đội Trung tâm Thể dục Thể thao Đăng Khôi Sông Dương. Ở giải đấu này con cảm nhận thấy đối thủ rất mạnh nhưng mà mình chưa hay, mình phải gần lượt hơn nữa. Con rất là vui khi được mang cúp về cho đội thành phố Tuyên Quang. Giải bóng đá AD Media Tuyên Quang mở rộng đã mang tới một sân chơi thiết thực, lành mạnh trong hè, tạo cơ hội để các em thiếu niên nhi đồng có điều kiện rèn luyện, cọ sát, nâng cao kỹ năng thi đấu, đồng thời cũng từ đó phát hiện tài năng trẻ cho bộ môn bóng đá của tỉnh.